sẽ báo cáo tình hình hoạt động, nhưng mà cũng có sơ lược qua cái quân dân y chiến khu D chỉ trong vòng ít phút thôi. Quân dân y chiến khu D sở dĩ có ngày nay là thời 45-46 lúc Trung tướng Nguyễn Bình đóng tại Trường La thì có cái dưỡng đường, nó mới là cái dưỡng đường thôi. Lúc đó là đồng chí Võ Cương, tức như đồng chí Mười Năng phụ trách cái dưỡng đường đó. Sau khi Trung tướng Nguyễn Bình đi rồi thì mới thành lập cái quân y viện chi đội 10, tất nhiên là của ông Bích Trệ. Thì lúc đó từ đó mà mới thành lập ra và có những cái nơi để mà dạy các trường y tá học. Lúc đó thì có bác sĩ Hồ Văn Quê, rồi bác sĩ Nguyễn An Tạch, rồi bác sĩ Hồng Văn Bãi và nhiều bác sĩ khác đã tập trung về chiến khu D để thành lập những cái trường học dược. Dược thì có ông Hồ Thu và chị Phạm Thị Yến, đó là sơ lược. Qua thời gian chống Mỹ, năm 61 đã có một cái cuộc chiêu sinh năm 61 để trường quân y sĩ khóa 1 H24, bây giờ còn có một số các chị ở đây ấy. Thì năm 62 học tại Cảng Đồng Ruồng thì nói rằng không phải là chiến khu D và Dương Minh Châu không, mà các tỉnh Long An thì có hai bác sĩ, là ở Tiền Giang thì có đồng chí Võ và chị Cúc cùng học cái lớp đầu tiên ở tại Cảng Đồng Ruồng. Thì đó là cái nôi, Dương Minh Châu cũng là cái nôi trong thời kỳ chống Mỹ. Rất là nhiều trường, trường tình báo, rồi trường pháo binh, rồi trường đặc công, nói chung là rất nhiều trường trường. Mà riêng cái trường quân y ở đó rất là nhiều. Sau này thì bên dân y thì có anh Mười Năng thì cũng là nhiều trường. Đó là sơ lược về cái nôi mà đã đào tạo những cán bộ quân y dân y chúng ta để mà phục vụ cho nhân dân và cho cán bộ chiến sĩ chúng ta. Thì đó là cái sơ lược. Thì bên năm nay thì tôi cũng xin báo cáo tình hình về tình hình hoạt động